Thầy chào các em đã đến với kênh của thầy Quang. Thì trong video này thầy sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập và phần vận dụng trong bài số 1 thông tin và dữ liệu sách giáo khoa tin học lớp 10 kết nối tri thức và cuộc sống nha. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải hai cái phần bài tập này nha. Đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm cái phần luyện tập ở trang số 7 nha. Thì phần luyện tập ở trong trang số 7 thì nêu ra những nội dung như thế này. Bảng 1.1, 1.1 là bảng ở bên dưới nè các em. Bảng này thì là có nội dung là lượng mưa trung bình hàng tháng. Bảng 1.1 này cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng theo đơn vị là mm của 2 năm 2017 và 2018 ở một số địa phương theo Tổng cục Thống kê. Thì em hãy xem bảng 1.1 và trả lời một số câu hỏi như sau ha. Ở đây thì có 4 câu A, B, C, D. Đầu tiên thì em hãy trả lời câu hỏi A là các cái con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu. Đây, thì các con số trong bảng này là thông tin hay dữ liệu. Thì các cái con số trong bảng này là dữ liệu nhé các em. B, phát biểu. Tháng 6 Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu là thông tin hay dữ liệu? Thì khi mà dựa vào bảng số liệu bên trên này thì người ta đã biết được một điều là tháng 6 Đà Nẵng ít mưa hơn so với các cái tỉnh thành như là Hà Nội, Huế, Vũng Tàu, thì khi đó thì chính là thông tin. Tại từ dữ liệu này nó phản ánh một cái thông tin để cho con người hiểu biết về cái vấn đề. Lượng mưa ở Đà Nẵng ít hơn so với những cái thành phố còn lại nha. C là trả lời câu hỏi là Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm? Thì trả lời là thông tin hay là dữ liệu? Thì các em nhìn vào bảng này, các em xem cho thầy. Huế ít mưa nhất là tháng nào trong năm? Thì chúng ta sẽ xem vào cái dòng là dòng Huế nha. Thì có 12 tháng thì đây là lượng mưa, thì số càng lớn thì lượng mưa càng nhiều đúng không em? Thì mình sẽ tìm cái lượng mưa ít nhất, tức là mình sẽ tìm cái số nhỏ nhất ở trong đây. Thì ở đây các em sẽ tìm số nhỏ nhất nha. Đây, dò hết qua dòng này thì chúng ta thấy số nhỏ nhất là gì? Số 34,1 nè, 34,1 là số nhỏ nhất ở trên cái dòng Huế đúng không? Thì tức là số 34,1 này nó nằm ngay tháng 3. Vì vậy mà chúng ta sẽ kết luận là trong tháng 3 thì thành phố Huế có lượng mưa ít nhất so với các tháng còn lại. Khi mà chúng ta hiểu biết được một điều như vậy, đó chính là thông tin. Vì vậy mà câu trả lời cho câu hỏi là Huế ít mưa hơn nhất vào tháng nào trong năm thì chúng ta sẽ trả lời là tháng 3. Như vậy thì câu trả lời đó sẽ là thông tin nhé. Câu D. Câu trả lời cho câu hỏi ở phần C có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không? Thì câu trả lời đó thì cũng có ảnh hưởng đến cái việc là lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch nhé các em. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch đi du lịch của bản thân mình cũng như là của mọi người muốn đến Huế. Thì giả sử như người ta muốn đi du lịch thì người ta sẽ lựa chọn một cái tháng nào đó nó ít mưa nhất. Ít mưa thì đi du lịch nó sẽ thoải mái hơn đúng không? Vui chơi. Nó đi chơi nó sẽ vui hơn. Đó. Còn mưa hoài thì chúng ta thời gian mà chúng ta trú mưa nhiều, ít có đi chơi được ha, ra đường ướt hết. Đấy. Do đó thì người ta sẽ quyết định chọn những cái tháng mà ít mưa để người ta đi thay vì những cái tháng có mưa nhiều hơn. Vì vậy mà câu trả lời cho câu hỏi trong phần C này nó cũng có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch ha. Người ta nhìn trong đây, người ta sẽ lựa cái địa điểm nào mà ít mưa, người ta sẽ đi nhiều hơn. Đấy. Như vậy là thầy hướng dẫn các em làm xong phần luyện tập này ha. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái phần vận dụng nha. Vận dụng thì có hai câu hỏi. Câu hỏi 1. Em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em. Giúp em thứ nhất là có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn. Đây, các em nêu ra những ví dụ nào mà để thể hiện là thông tin giúp em là lựa chọn những trang phục phù hợp hơn. Ví dụ như sáng mình chuẩn bị đi học đi, nhưng mà mình có một cái thông tin là cha mẹ nói là trời sắp đổ mưa, mưa rất là lớn.
thì khi đó thì mình sẽ chuẩn bị áo mưa các em. Đây, chuẩn bị áo mưa mình đi học để mưa đừng có ướt, thấy không? Đến trường đừng có bị ướt quần áo đó. Như vậy là rõ ràng là chúng ta đã lấy theo cái áo mưa, mặc áo mưa thay vì chúng ta không mặc. Đây, vậy là có sự lựa chọn trang phục cho nó phù hợp trong cái thời tiết trời mưa. Câu B là đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đấy. Thì ví dụ ở đây các em nhìn thấy hình này, khi mà các em chạy xe mà các em thấy lộ như thế này, lộ rất là ẩm ướt và có gông xanh. Đấy. Thì chúng ta nhận ra được một điều gì? Thông qua hình ảnh này, hình ảnh trước mắt chúng ta dưới lộ mà chúng ta đang chạy mà ẩm ướt và gông xanh như thế này, thì chúng ta hiểu một điều là lộ này cái khả năng trơn trượt rất là cao. Đấy, khả năng trơn trượt rất là cao. Do đó mà chúng ta sẽ chạy chậm, chạy cẩn thận để không bị ngã xe các em. Thành ra đảm bảo an toàn, đúng không? Thì thông tin này chúng ta có được thông tin là đường trơn trượt là thông qua cái hình ảnh, hình ảnh lộ đan mà chúng ta nhìn thấy được trước mắt. Hoặc là khi mà các em đang tham gia giao thông thì các em thấy cái biển báo như thế này, biển báo màu đỏ có số 40 đây. À thì mình hiểu là gì? Đường này cho phép chạy tối đa là 40 km/h. Như vậy là mình có được một thông tin. Do đó thì mình sẽ giảm tốc độ và mình tuân thủ quy định giao thông. Hay là cái bảng màu xanh ở đây, bảng màu xanh ở bên trái đây là phía trước 100 m có công trường. À, thì mình hiểu được là gì? Ở phía trước của mình người ta có một cái công trường, người ta đang xây dựng, có thể là có những cái vật dụng hay là xe yoga thường xuyên, có thể là gây nguy hiểm cho mình tham gia giao thông. Mình sẽ chú ý và mình sẽ cẩn thận hơn khi mà mình tham gia giao thông qua cái đoạn đường này, đúng không em? Vậy thì rõ ràng là nó sẽ những cái thông tin này nó giúp cho chúng ta là đảm bảo an toàn khi mà chúng ta tham gia giao thông. Đó là những cái ví dụ trong cái câu hỏi số 1 nhé. Tới câu hỏi số 2 nè. Em hãy nêu ví dụ về vật mang tinh giúp ích cho việc học tập của em. Đấy. Vậy thì vật mang tinh nào giúp ích cho việc học tập của các em đây? Thì các em thấy cuốn sách giáo khoa của mình ở trên đó thì có rất là nhiều bài học, đúng không? Thì những cái bài học đó khi mà các em đọc vào, các em hiểu được những cái thông tin ở trên đó, các em hiểu được những cái kiến thức trong đó, thì những cái gì mà chúng ta hiểu đó chính là thông tin. Còn cái vật mà cuốn sách mà chứa những cái kiến thức đó, chứa những hình ảnh hay văn bản đó, thì cuốn sách đó chính là vật mang tên. Đấy. Vậy thì rõ ràng là cuốn sách đó giúp cho chúng ta trong việc học tập. Và tương tự thì cái cuốn tập á, cái cuốn vở của em á, khi mà các em ghi bài vào, thì những cái dòng chữ mà các em ghi vào đó là dữ liệu. Còn cái cuốn tập của em, tức là vật mang tên, thì cái vật mang tên đó giúp cho em có thể là tìm hiểu và về học những cái điều mà chúng ta ghi lại khi mà thầy cô giảng bài chẳng hạn. Thì rõ ràng là nó sẽ cuốn tập và cuốn sách đó là vật mang tên, là nó sẽ giúp ích cho các em trong việc học tập. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em làm xong cái phần luyện tập và vận dụng ở trong bài số 1 thông tin và dữ liệu tin học 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy chúc các em học tập thật tốt và đạt được nhiều điểm cao nhé. Nếu như các em thấy hay thì nhớ subscribe kênh của thầy để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thầy sẽ dừng video ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau nhé.